Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thuật. Và như các bạn nhìn thấy vừa đầu video, mình đã cắm liên tục 4 thiết bị vào một cục pin sạc như thế này. Đấy, cùng mình xem là 4 thiết bị này có được sạc hay không nhá. Ok, máy này vẫn đang sạc này, 100%. Máy này sập nguồn 0%. Máy này đang sạc 53%. Máy này đã sạc 100%. Như vậy là với một cục pin dự phòng này, mình sạc cho 4 thiết bị cùng một lúc. Và giá cả làm nên nó ấy, thì cũng chỉ khoảng 280.000 đồng mà thôi. Nếu như bạn nào đang quan tâm thì hãy cùng mình ở trong video này nhé. Ok, và để tạo nên một cái pin sạc dự phòng khủng như vậy thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình nhá. Ở đây mình sẽ có tất cả là 8 pin và 2 cái mạch. Đấy, như các bạn thấy. Mình sẽ nói qua một chút là tại sao mình dùng 8 pin. Tại vì khi mình ra hàng linh kiện mình hỏi mua cái mạch mà sạc cho 5 pin thì người ta hết mất rồi, còn mỗi mạch sạc 4 pin thôi. Vì thế mình sẽ mua 2 mạch, mỗi một mạch sẽ phụ trách 4 pin. Bạn mà mua được cái loại mà gọi là 5 pin ấy, đấy thì bạn sẽ là được 10 pin luôn, chứ không phải là chỉ có 4 pin, 8 pin như mình thế này. 4 x 2 mà. Ok. Thì với cái mạch sạc đây, mình cho các bạn xem hai mạch giống hệt nhau thôi nhá. Với cái mạch sạc này các bạn chỉ cần hàn pin cho mình vào đầu bát cộng và bát trừ ở đây. Đó. Chú ý là các pin sẽ được gắn nối tiếp với nhau nhá. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn khi mình cầm pin. Còn các bạn hàn đầu cộng này, đầu trừ và tất nhiên lấy điện ra ở đây. Còn sạc vào thì nó nằm ở phía dưới cái bóng led này này. Đây. Cũng là micro USB như bình thường thôi. Như vậy là với cục pin dự phòng này các bạn sẽ có dung lượng đó là 1200 × 8 cộng với lại 4 cổng đầu ra, mình nhẩm không nhầm là 9600 mAh cộng với lại 4 cổng, coi như sạc 4 thiết bị cùng một lúc luôn. Đấy, ok. Bây giờ sẽ đến cục pin của chúng ta nhá. Pin thì chắc các bạn nhìn cũng quen thuộc rồi. Đây, cục pin của mình đây, pin UltraFine dung lượng 1200 mAh 3.7V. Cái này thì mình mua nó nên thế luôn các bạn. Sẽ có một đầu cộng, một đầu trừ đây. Nhưng các bạn để ý cho mình là nhìn vào đây này, đầu cộng như kiểu dấu cộng này này. Đấy, còn đầu trừ nó bẹt hẳn ra thế này, đầu âm. Chúng ta sẽ tiến hành là hàn 4 cái đầu dương này lại với nhau. Hàn 4 đầu dương nhá, dùng 4 cục pin hàn 4 đầu dương với nhau, hàn 4 đầu âm này với nhau. Như vậy là chúng ta sẽ hàn song song các cục pin này với nhau, nếu mình nói nối tiếp là mình nhầm. Hàn song song cục pin với nhau, sau đó sẽ đưa vào cái mạch này. Đấy, coi như là 4 âm vào đây, 4 dương vào đây. Hàn như vậy thì nó mới tăng dung lượng pin lên được. Chứ còn nếu bạn hàn nối tiếp thì nó sẽ là cộng điện với nhau. Ví dụ như hai cục pin 1.3V, 1.5V chứ, chúng ta vẫn hay chơi pin con thỏ đấy, cộng với nhau thành 3V thì phải hàn nối tiếp với nhau. Nhưng mà ở đây thì sẽ là song song nhá. Ok, thế bây giờ mình thành là hàn song song 8 cục pin này. Cứ 4 cục là một cặp, 4 cục là một cặp. Vì mình không có kẽm hàn nên mình sẽ dùng dây điện hàn. Bạn nào mua được kẽm thì bạn hàn bằng kẽm. Đấy, còn nếu bạn nào mà dùng dây điện hàn giống mình cũng được. Một lưu ý trước khi hàn là để hàn được vào đây này, mà các bạn không có máy hàn cell pin thì các bạn phải mua một cái gọi là cái dung dịch hàn. Cái dung dịch này sẽ giúp bạn tẩy cái bề mặt này cho nó không nhẵn nữa, tẩy hết cái độ nhẵn của bề mặt đi thì bạn mới hàn vào được. Còn nếu không thì có hàn trời nó không ăn, rất là khó ăn thiết hàn đây luôn. Rồi nhá, bây giờ mình tiến hành hàn nhá. Ok, các bạn lưu ý một chút này là các bạn nên cố định pin với nhau rồi mới hàn nhá. Nãy sau khi mà mình khá là vất vả để hàn được 4 cục pin, được 4 đầu đây thì các bạn thấy, thì mình nhận ra là chúng ta phải cố định chúng nó lại với nhau để hàn nó mới dễ các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng keo nến để mình cố định nó lại với nhau nhá.
Ok, như các bạn thấy đây là mình cố định xong rồi này. Đấy, nhớ là phải để dương ở trên này hết và âm ở dưới này hết để tí nữa chúng ta câu dây với nhau nhá. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thành hàn tiếp. Ok, thì các bạn thấy ở đây là mình đã hàn xong hết rồi này. Đấy, âm nối đều với âm này, dương thì nối đều với dương. Sau đó lấy ra hai đầu này và tí nữa mình sẽ hàn nó vào cái mạch này. Đó nhá. Tương tự với bốn cục còn lại các bạn ạ. Sau khi hàn xong thì chúng ta sẽ cần hoàn thiện nó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thử hàn nốt nhá. Ok, như các bạn thấy ở đây này, mình đã hoàn thành hàn coi như là mạch vào pin. Đấy, các bạn lưu ý nhá, hàn đúng âm dương này. Đấy, mình phân làm hai dây luôn dễ nhìn. Với cái mạch này bạn có thể kiểm tra pin bằng cách là ấn cái nút này. Như vậy là mạch đã có điện rồi, đầy 4 cục luôn. Xem bên này thế nào. Ok, như vậy hai mạch của mình đã đều vào điện hết các bạn ạ. À, tất nhiên là trong quá trình hàn thì có thể mạch hàn của mình nó không được đẹp vì mình không phải người chuyên hàn pin lắm, không có máy hàn cell. À, các bạn thông cảm cho mình cái đoạn này nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thành là gắn đèn lên với nhau và đưa nó thành một khối. Ok, như các bạn thấy ở đây thì mình đã hàn hoàn thành rồi này. Đấy, sau khi mình lấy băng dính đen quấn xung quanh rồi lấy keo nến để cố định những cái này vào, nó hơi đồ hàng một chút. Thế nhưng mà dù sao là cục do mình tự tạo ra, vì thế mình yên tâm với dung lượng pin mà mình đang có ở đây, chứ không phải như bạn mua ở ngoài đôi khi bạn không biết được rằng dung lượng thật sự là bao nhiêu cả. Và các bạn lưu ý cho mình nhé là vừa chỉ với gần 300.000 thôi, bạn đã có ngay một cái bộ như thế này rồi. Nhìn nếu mà bạn làm khéo tay một chút thì rất là đẹp luôn. Ok, video của mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn thích và đăng ký kênh của Siêu Thuật nhé. Thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau.